gần như các bạn không quan tâm đến việc các bạn sẽ đi học cái gì, mà cái điều đầu tiên các bạn hỏi là học phí là bao nhiêu. Đọc đến mức giá, nếu như không phải mức giá của các bạn ý mong muốn, out luôn, không hỏi thêm. Theo mình đánh giá thì đấy là một hành động rất là, suy nghĩ rất là nông cạn, rất là ngắn. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Video lần này thì sẽ không phải là một style makeup nào hết. Đang bước vào cái giai đoạn mà các khóa học makeup chuyên nghiệp tuyển sinh rất là sôi nổi. Được vừa rồi thì mình cũng có nhận được khá là nhiều inbox, khá là nhiều câu hỏi của các bạn là hỏi về các khóa học. Và chính vì thế cho nên là mình muốn làm cái video này để mà tư vấn, để mà hỗ trợ, để mà giải đáp cho các bạn một phần nào. Bởi vì là trước khi mà mình trở thành một người đi dạy makeup cho người khác thì mình cũng đã từng là học sinh và cũng đã từng đi học makeup ở rất là nhiều nơi. Trước khi bắt đầu thì mình cũng xin nói luôn là mình hoàn toàn không hề có ý định là công kích một ai cả, cũng không bash một ai hết, mà mình chỉ đang nói những cái ý kiến rất là khách quan từ bản thân mình là một người đã từng đi học mà ra. Điều thứ hai là tất cả những cái gì mình nói trong video này nó đúng, nhưng nó chỉ mang tính chất tương đối và chỉ mang tính chất tham khảo. Mình không áp đặt các bạn phải làm theo, mà những cái này thì là mình khi mà mình đưa ra ý kiến thì rất là mong các bạn sẽ tiếp thu, suy nghĩ và cộng với cả những cái chọn lọc của các bạn để các bạn có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Đang ở thời kỳ 4.0 cho nên là tất cả những cái thông tin online nó rất là sẵn, nó rất là nhiều. Mình không hề có bài xích gì về vấn đề 4.0 hết, mình cũng là người sử dụng online rất là nhiều và cái online cũng là cái công cụ làm việc của mình. Tuy nhiên thì mình phải thừa nhận một điều, đấy là online chỉ mang tính chất tham khảo. Thay vào đó, chúng ta nên giao tiếp một cách trực tiếp để có thể lắng nghe được tư vấn một cách hiệu quả nhất và một cách chính xác đầy đủ nhất. Tức là các bạn có thể đọc một cái gì đấy ở trên Facebook, trên website để các bạn biết những cái cơ bản. Khi bạn đi vào các group review thì các bạn sẽ được nghe ba loại ý kiến. Thứ nhất là fan của cái nơi đó thì người ta sẽ khen là ôi tốt lắm, tuyệt vời, rồi 5 sao, rồi vân vân. Những nơi nào người ta không thích hoặc là đối thủ cạnh tranh thì người ta sẽ nói là ôi đừng đi học ở đấy vì thế này vì thế kia. Có những người sẽ là trung lập. Theo mình thì bạn học nơi nào cứ chọn nơi nào phù hợp, bạn thích là được. Rất là khó để chọn đúng không? Nếu như bạn có cơ hội, ví dụ như cùng ở trong thành phố đúng không? Bạn ở Hà Nội mà, bạn có thể thích nơi nào, bạn có thể đến trực tiếp ở nơi đó, bạn nhận ngay tư vấn ngay tại chỗ. Bạn có ở tỉnh lân cận, bạn vẫn có thể một chuyến xe đến Hà Nội. Theo như cá nhân mình ấy, thì mình nghĩ là như này. Là một khóa học, các bạn sẽ phải bỏ ra không hề ít tiền. Và nó là cái khóa học quyết định cho tương lai của các bạn. Thì các bạn không thể nào mà là chọn thông qua một cái nơi online mà mình không hề biết người ta là ai. Bạn đến tận nơi, nhìn tận mắt để bạn có quyết định. Còn trong trường hợp là quá xa, bạn không thể nào đến được, thì bản thân mình là mình hay chủ động để lại số điện thoại ở trên cái hệ thống tư vấn online của cái nơi đó, để mà mình được nhận điện thoại tư vấn đấy. Người ta sẽ gọi điện lại cho bạn để người ta tư vấn trực tiếp, người ta tìm hiểu cái nhu cầu của bạn, người ta làm sao, bạn mong muốn cái gì, bạn đang cần cái gì, bạn đang thiếu cái gì, đang có cái gì rồi, và cách làm sao để phối hợp với nhau hiệu quả nhất. Điều thứ hai mà mình muốn nói đấy là không nên chọn những nơi mà có mức học phí rẻ. Thì cái này thực chất ý, nó hơi thô một chút nhưng nó thật. Đấy là khi bạn nhận được ít tiền thì cái trách nhiệm của bạn, thì cái tinh thần làm việc của bạn sẽ ở mức này. Khi bạn nhận được nhiều tiền hơn, nó sẽ tăng dần lên. Đến khi nào bạn nhận được nhiều tiền nhất thì nó sẽ cao nhất. Tất nhiên không biết như thế nào là nhất cả, không biết thế nào là nhất, nhưng thấp thì có, thì bạn có thể đánh giá được. Cái này thì cũng thực tế từ cái việc là không chỉ đi học make up đâu, tất cả mọi thứ. Khi mà chúng ta nộp tiền đến một nơi nào đó có mức giá, mức học phí thấp, thì tất nhiên những cái gì mà mình nhận được từ phía người ta cũng sẽ thấp, cũng sẽ ít hơn. Và cũng cái dở nữa, đấy là khi bạn bỏ ra ít tiền thì cái quyền lợi được đòi hỏi của bạn nó ít hơn. Mình đang đi học một nghề makeup phục vụ cho cả tương lai, cả một quãng đời về sau cơ mà. Đâu phải là mình đi học makeup mình bỏ ra hàng trăm triệu, hàng chục triệu để học makeup sau đấy bỏ đấy đâu. Chán thì bỏ, không phải. Không có lý do gì mà mình lại chọn một nơi mà dạy nghề quá là rẻ. Xong lại ưu đãi khuyến mại tặng đủ thứ trên đời. Có những nơi mình còn thấy thật sự ngạc nhiên. Học phí bao gồm cả tiền đồ, mỹ phẩm makeup nữa. Thì cái mỹ phẩm người ta sẵn cho bạn là cái gì? Đây là mình nói một cách rất là thật lòng và nghiêm túc. Những nơi có mức giá cao chưa chắc đã tốt, nhưng những nơi có mức giá thấp thì mình nghĩ là chất lượng không thể đảm bảo được. Đấy là điều chắc chắn luôn.
Vấn đề thứ ba mà mình muốn nói đấy là không nên chọn những lớp học quá là đông. Ví dụ như bản thân mình này, mình chọn nơi học cho con mình đi học mẫu giáo á, thì cũng sẽ không chọn nơi nào mà quá là đông. Ví dụ như một lớp 15-20 người, tại vì xem lớp này có mấy cô, ok không? Chia bình quân ra là một cô có thể take care được cho bao nhiêu cháu. Ok, được, thì cho học. Không, thì chọn nơi khác. Bản thân đi học ở lớp cũng như vậy. Mình không muốn cạnh tranh kiến thức với tất cả các bạn ở trong lớp khi mà lớp có quá là đông người. Bạn đừng so sánh việc đi học đại học với đi học nghề. Tại vì đi học đại học thì phần lớn là các bạn học kiến thức là chính. Trong khi đấy, make up, các bạn học kiến thức phải học, chắc chắn phải học hệ thống kiến thức, thậm chí nó có rất nhiều luôn. Nhưng sau khi học kiến thức xong, các bạn sẽ phải thực hành ngay tại chỗ, thực hành liên tục trong vòng vài tháng. Nếu như lớp có quá đông thì liệu rằng giảng viên người ta có thể take care được hết mỗi khi các bạn thực hành hay không? Có rất là nhiều nơi họ sẽ chống chế như thế này. Nhiều trợ giảng, trợ giảng kể cả có 20-30 người đi chăng nữa thì giáo viên chính cũng chỉ có một người duy nhất. Và cái người chịu trách nhiệm cuối cùng về cái kết quả học tập của các bạn không phải là giảng, không phải là trợ giảng, mà là giảng viên. Thì đối với giáo viên mà có quá đông học viên, người ta sẽ không thể có đủ khả năng để chia ra, phân thân ra được quá nhiều như vậy. Và đối với việc học nghề cần thực hành nhiều, cần giám sát nhiều, cần sửa lỗi nhiều mà lại không có người take care được một cách trọn vẹn thì rất là đáng tiếc. Vấn đề thứ tư đấy là hỏi rõ về lộ trình học, giáo trình như thế nào, hệ thống kiến thức của khóa học là gì. Khi mình đi nhận tư vấn của các bạn, mình thấy rất là ngạc nhiên. Các bạn biết tại sao không? Gần như các bạn không quan tâm đến việc các bạn sẽ đi học cái gì, mà cái điều đầu tiên các bạn hỏi là học phí là bao nhiêu. Tất nhiên học phí là điều rất quan trọng để các bạn có thể quyết định là bạn có đi học ở nơi đấy hay không. Nhưng học phí nó sẽ bao gồm với tất cả những cái gì mà các bạn được học ở đó. Mình có nhận được rất là nhiều lời hỏi, nhiều vô kể luôn. Sau bạn nói luôn, học phí là bao nhiêu ạ? Sau mình trả lời học phí. Sau đó các bạn không cần quan tâm là học những cái gì, rồi có được thực hành như nào, học ở đâu, ra làm sao, học với ai, không quan tâm luôn. Đọc đến mức giá, nếu như không phải mức giá của các bạn thì mong muốn, out luôn, không hỏi thêm. Theo mình đánh giá thì đấy là một hành động rất là, suy nghĩ rất là nông cạn, rất là ngắn. Bao giờ cũng như vậy, người ta định giá cho cái dịch vụ nào, ta cũng sẽ phải định giá dựa trên cái giá trị mà người ta mang lại cho khách hàng. Thì đối với các khóa học make up chuyên nghiệp nó cũng y xì như vậy luôn. Người ta đã định ra một cái mức giá là như vậy, thì tức là trong cái quá trình học bạn sẽ được học những cái như thế nào, học với ai, cái giáo trình của các bạn gồm có những cái phần gì, cái thời gian học của các bạn từng buổi một sẽ phải list ra, như mình là mình sẽ list ra từng buổi một các bạn học những cái gì thành một cái tờ giống như kiểu là thời gian biểu ấy, đưa lại cho các bạn ngay từ đầu khóa học đó. Nên các bạn cần phải hỏi rõ về những cái vấn đề này. Ví dụ khi đi học các bạn có thêm những cái cần phải chuẩn bị những cái gì và có những cái công cụ gì, những cái học cụ nào các bạn đã có sẵn ở lớp rồi, các bạn cũng phải hỏi để mà biết. Theo mình đánh giá thì những người có những câu hỏi tường tận như vậy, kỹ như vậy mới là những người thực sự thành công về sau này. Vì các bạn biết là mình đi học để làm gì, các bạn muốn nhận cái gì, các bạn muốn nhận kiến thức. Điều thứ năm mình muốn nói đấy là bạn hãy làm rõ quyền lợi cụ thể của bản thân mình trước khi bước vào khóa học, và hãy xin học thử một buổi nếu như có thể. Làm rõ quyền lợi cụ thể tức là sao? Là chính là cái điều giống như cái ý trước mình vừa nói. Đi học thì giáo trình có không? Giáo trình như thế nào? Lộ trình học ra làm sao? Lượng kiến thức như thế nào? Giảng viên là những ai? Quyền lợi trong quá trình học là gì? Có được làm các concept, chụp ảnh, làm các bài kiểm tra, có mất thêm chi phí nào không? Tiếp nữa đấy là trong quá trình học thì các bạn có những quyền lợi gì, các bạn có được đi thực tế ở bên ngoài hay không, hay là chỉ học ở lớp đó. Cái tiếp theo nữa đấy là các bạn cần phải biết rõ được là ở nơi này sau khi học xong thì cái định hướng là gì. Các bạn đã có định hướng mong manh rồi
Nhưng con phải hỏi luôn cái nơi mà sẽ đào tạo các bạn là có định hướng gì cho học viên sau khóa học không. Tất nhiên cái điều này mình phải nói thật, người dạy người ta sẽ không có trách nhiệm đảm bảo đầu ra cho các bạn. Nhưng người dạy có tâm, người dạy có tầm là người biết quan sát và định hướng cho học viên của mình suốt trong thời gian khóa học cho đến khi kết thúc. Tức là sao? Khi bạn vào học, nhiệm vụ của người giảng viên là gì? Cung cấp cho các bạn kiến thức, cung cấp cho các bạn kỹ năng. Cái điều thứ ba là người ta phải quan sát, để ý, phải lưu tâm để biết bạn mạnh ở chỗ nào, bạn yếu ở chỗ nào, bạn phù hợp làm việc trong môi trường nào, vào hãng làm hay đi ra ngoài làm, đi làm thuê hay làm chủ. Thì cái người dạy có tâm và có tầm, người ta phải nhìn thấy được cái điều đó, người ta định hướng cho bạn. Rồi, cái điều mà mình muốn nói tiếp theo nữa đấy là hãy xin học thử nếu như có thể. Lớp học bạn có thể đến giống như dự giờ ấy. Giống như dự giờ là bạn sẽ đến, bạn tham gia vào cái lớp học đấy trong một buổi đó hoặc là một nửa buổi đó, thì bạn có thể cảm nhận được là cái nơi học đấy nó có phù hợp với mình hay không. Thì đấy là quyền lợi của bạn, bạn nên đòi hỏi. Bạn nên hỏi người ta là mình có được học thử một buổi để biết hay không. Điều cuối cùng mình muốn nói đấy là tin tưởng vào giáo viên. Đây là bước chốt rồi. Khi các bạn đã quyết định chọn một nơi nào đấy học rồi thì các bạn nên tin tưởng vào giáo viên của mình. Sẽ có người tính vui vẻ, có người khó tính, có người rất là nghiêm túc, nhưng có người rất là hài hước. Cái này thì là do mỗi tính mỗi người khác nhau. Tuy nhiên thì khi bạn đã chọn đi học thì bạn phải hiểu là bạn cần có một sự tôn trọng và tin tưởng nhất định đối với giáo viên của mình. Đừng lựa chọn giáo viên dựa vào cái phong cách mà người ta hay thể hiện, mà hãy lựa chọn giáo viên nào có thể giúp phát huy được cái phong cách của bản thân bạn. Đã là master, đã là thầy, đã là cô đi dạy cho người khác thì cái gì cũng dạy được. Bạn thích học fashion makeup cũng dạy được. Bạn thích học creative fantasy makeup dạy được. Bạn thích học hóa trang dạy được. Bạn thích chỉ cần học cô dâu rồi đi làm khách tiệc thôi cũng dạy được. Bạn muốn học vẽ người ta cũng dạy được. Bạn muốn học kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng người ta cũng dạy được. Cái phong cách nó chỉ là một phần cực kỳ nhỏ. Đấy là cái phong cách mà cái người cô giáo ấy người ta chọn phong cách cho riêng mình. Còn đã là dạy thì nó như nhau. Kiến thức căn bản, tất cả các lĩnh vực của makeup đều có một kiến thức căn bản nền tảng chung và nó chỉ có như vậy thôi. Đã là master thì sẽ dạy được tất cả. Cho nên cái phong cách của giáo viên nó chỉ là một phần rất nhỏ. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ 6 điều lưu ý ngắn gọn. Đây là cái kinh nghiệm đúc kết từ bản thân mình ra chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm những cái gợi ý để đi chọn được cái nơi nào mà makeup thực sự, cơ sở dạy makeup thực sự là sinh ra để dành cho bạn. Và hy vọng những cái thông tin vừa rồi hữu ích đối với các bạn. Và những cái video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục với những chủ đề nóng liên quan đến việc đi học makeup chuyên nghiệp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì các bạn hãy like và share video này để video có thể tiếp cận đến nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.